Thưa quý vị, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo 63 tỉnh thành trong cả nước về phòng chống COVID-19 vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, hơn một năm qua, Việt Nam đã có một chiến lược đúng đắn và hiệu quả trong phòng chống dịch. Nhưng cuộc chiến này chưa kết thúc nên tuyệt đối không được chủ quan. Thủ tướng nêu rõ trong 3 đợt dịch liên tiếp, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, đưa ra cách thức, cách làm quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Với tinh thần thực hiện mục tiêu kép, thần tốc hơn nữa trong truy vết khoanh vùng, các chỉ đạo này được các cấp, các ngành, các địa phương, người dân hưởng ứng. Nhờ đó đã ngăn chặn hiệu quả các đợt dịch lây lan trong cộng đồng trong suốt 14 tháng qua. Việc ngăn chặn được dịch COVID-19 của Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao, được ca ngợi trên nhiều diễn đàn, phương tiện thông tin. Tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 đối với Việt Nam vẫn hiện hữu, vì mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm nghìn người bị mắc bệnh. Nói cách khác, Việt Nam vẫn là vùng trũng mà xung quanh nước đang dâng cao. Do đó, tất cả các tỉnh thành phải luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, nhất là các tỉnh biên giới phải kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép để dịch bệnh không tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam.